chơi. Cái kia là gì vậy ta? Của mình luôn á. À, giấy nhiều. Lại nha, giấy là 2.300 một ký. Lon là 3.000, à 350 một lon. Nhựa là 7.500 kg. Thao ghế mũ, đồ dởm là 6.000. Thiết là 6.000, sắt là 7.800, nhôm inox là 37.000 một ký. Thấy đuối đuối dần á Phước ơi. Đuối á. Hay là mình chở đi bán không? Chở đi bán liền hả? Ừ. Vì dọn không hết ve chai nên Viên và Phước không vượt qua thử thách. Thế em vô em qua em lật lật cái đống này giùm chị nha. Rồi, rồi. Giống như hồi nãy vậy đó. Xích bạn em không không em chỉ xích lại đó. Thôi em kéo đi, em kéo rồi. Đi. Được không? Nè, đây đây nè. Được không? Được. Đi. Được, được, được. Không sao cả, không sao cả. Từ từ nha Phước ơi. Nó đen. Em nghĩ chị lắc nhẹ qua bên trái một xíu đi. Ủa trong đó là hẻm cụt hả cô? Trong đó là đường cụt hả cô? Vậy chỗ giữa dây chai là đi ngược lại hả cô? Ở ngoài hả cô? Dạ dạ dạ, cảm ơn cô. Nghe qua như suýt đánh ngang tay. Trời đất ơi, hẻm cụt quá cô ơi. Thôi, gán chưa? Chó rồi. Từ từ nha, từ từ nha. Mình đi lui hết ta, chứ bây giờ không có thể nào mà quay cái xe được đâu. Được. Hả? Y như cũ nha, y như cũ nha. Tại vì cái đầu nó bị cứng em ơi. Không 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 không. Giờ chị lách cái đầu à. Từ từ để em nhìn. Trời hay quá Phước. Rồi chị đẩy nó lên xíu. Rồi ngưng. Trời ơi hay dữ vậy trời. Trời ơi 10 điểm không có nhân. Rồi. Không có nhân nha Phước. Em xách một lần 4 bịch đó hả? Tội nghiệp quá vậy. Em thấy lấy cho chị một bịch tại đi vì, tại vì lên nó đổ. Chết rồi. Này tụt. Phải trái. Cái kia là gì vậy ta? Của mình luôn á. À giấy nhiều. Giấy nhiều. Lại nha, giấy là 2.300 một ký. Lon là 3.000, à 350 một lon. Nhựa là 7.500 kg. Thao ghế mũ, đồ dởm là 6.000. Thiết là 6.000, sắt là 7.800, nhôm inox là 37.000 một ký. Hết chưa ta? Hết rồi, cái bịch đó của ai á? Hết rồi, giờ ổng cộng nha. Bây giờ là 4.6 kg nhân cho 2.300 nhân cho 4.6 kg là 10.500. Nhựa chai là 8.3 kg, 7.500 một ký là 66.000. Nhựa thao là 6.000 ký. Ở đây là 8.1 kg. 48.500. Thiết là 6.000, 12 kg là 12.000. Rồi 10.500 cộng 86.000 cộng 48.000 cộng 12.000 136.500. Dạ. Sẵn đây con chúc chú là có một ngày là thật là vui vẻ. Một ngày mới bên gia đình người thân của mình. Tuyệt vời. Chú cho 100.000.
Dạ 100 ngàn. Dạ 125. Thiếu 11 ngàn rồi chú ơi. Rồi rồi rồi, cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú nhiều. Dạ, chúc chú một ngày tươi mới nha. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe. Con đi về, chú vô ăn cơm đi nha chú. Dạ, thôi chú về. Thôi chú con đi. Từ từ Phước ơi, không có thắng Phước ơi. Trời ơi đừng ơi, chị ra cái chân xóm. Chị chống chân, chị chống đừng được. Em tin chị. Nói nghe nè, thắng không có ăn chị. Chị chống chị cũng đau. Thôi. Nhưng mà không hiểu sao á. Cô đạp hay ha. Cô nhỏ xíu vậy mà cô mà cô chở như vậy nữa sao mà ấy được trời. Ê, mà em có thấy không? Bán không có được nhiêu tiền hết trơn á. Mà cực quá. Ừ, mà gom hết bao nhiêu mới được kêu đó tiền thôi á. Mà ngày nào cũng như vậy hết trơn. Mà cô dùng hết cái tiền đó để cô nuôi chó. Trời ơi, thấy thương quá ha. Tội nghiệp. Để xe lại vị trí cũ cho cô gái ấy. Dạ. Rồi, okay. Cô ơi, tụi con đã về. Mới quán về phải không? Dạ. Bán được nhiêu? Dạ, bán được 136 ngàn. Này là xin thêm còn mót lại là thành 154 ngàn. Dạ. Dạ. Nãy giờ cô ở nhà cô làm gì vậy? Thì làm chị ở nhà thôi. Nấu cơm nữa đâu ăn đây, cái làm gì vậy? Khỏe khỏe. Thì có, bây giờ là con thấy cô khỏe vậy là tụi con mừng đó cô. Đó. Sao cô không mang dép? Không, đi chân không gì vậy? Sao đi chân không? Cô thích đi vậy hả? Trời nào ơi. Nào về đi về, không đợi nó không mang dép luôn. Trời ơi. Mà cái xe cô như không thắng hả cô? Xe không thắng à? Có thắng nha. Thắng đó, thắng đâu, hai đứa con bốc quá trời không? Mấy xe cao mà cô đạp hay quá trời luôn cô. Cô thí dụ như mà có một cái điều nhỏ xíu thôi nha, niềm vui thôi, là cô thích được cái gì? Thích được cái gì dạ? Ý là thích niềm vui, ví dụ như được ăn cái gì đó hay là sao đó? Đi hay đâu cô có thích được không? Ồ? Đi đâu về vận chuyển lu bu hết, đi đâu về mình... Không có một cái điều thích gì hả cô? Mình hỏi ai cho gì mình hưởng đó thôi chứ biết. Con thấy cái đem về dần tàn cho chó không à? Trời ơi, kiểu cô rất là có cái tấm lòng bao dung luôn á. Em thấy bán đâu có nhiêu tiền gì mà đem về nuôi chó hết trơn. Nguyên một bầy vừa chó vừa đó, mèo. Ba bữa bán lần đó đem về chó. Nhiều khi nhờ đó là cho đồ ăn rồi kia đem về nấu cho ăn. Trời ơi, vậy không có cho bản thân mình gì hết trơn. Em hỏi có gì ăn đó thôi. Dạ. Người ta nói nãy ta đi lấy sớm mà anh thấy cho cá kho gì mới kho nữa này đem về cho mày ăn nha. Đừng cho chó ăn. Trời ơi. Vậy đâu biết em. Có mình không nấu nữa. Nãy giờ họ nấu gì ngon ngon. Chó này đem về mày ăn nha, đừng cho chó ăn nha. Cái nào cho chó ăn, ta cho chó ăn đi. Tao giận vậy á. Thôi quá à. Thôi bây giờ hai chị em con sẽ có một món quà cho cô. Dạ. Dạ. Đây là món quà của hai chị em con. Dạ đây, con cầm cho cô khui nha cho nha. Hết hồn chơi hay nha. Hay là cô tự mở đi, cô tự mở đi. Dạ con cầm cho. Dạ. Wow. Thứ nhất là đây là cái nón để cô đi lụm nha chai nó mát được nè cô. Thứ hai là cái áo khoác để cô đi nắng. Dạ đây là để cô thích ăn cái gì uống cái gì đó thì cô có thể cô tự mua. Dạ đem một cái đôi dép cô mang thử vô không? Thử cô mang thử đi. Chẳng thôi thì mang dép nào cũng được. Dạ thì con cũng chúc cô là lúc nào cô cũng nhiều sức khỏe. Dạ. Thôi cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Mai sẽ lựa cho bữa cái buổi chút xíu á, mà cần thương quá. Thương cô lúc nào cũng cười á. Giờ cũng lẽ đứng nhau khóc. Dạ, tụi con cũng cảm ơn cô thêm mấy lần nữa. Là cô rất là yêu đời, cũng nào cũng lạc quan hết á. Hôm nay con gặp cô là con thấy là một cái chuyện rất là may mắn cho con. Là con thấy yêu đời hơn nhiều con gặp cô, cảm ơn cô. Con chúc cô lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh ha. Lúc nào cũng có nhiều người thương cho cô, lo cô. Dạ, cảm ơn cô đã đến với chương trình Một chút thảnh thơi.